chị cắt nhà cho em đó, chị mà cắt nhà cho em đó đó. Nghe đi. Rồi cầm đi. Đó, thở đi. Đó, chị đó đại diện xây nhà cho chị đó. Chào chị. Chào. Nãy nó dập dập đó. Sao Huy? Dạ, em nó hỏi chứ chẳng cắt nhà cho em với em Khôi, chứ chẳng cắt nhà cho ai. Mấy anh Hữu Quân hỏi gì á. Chị nói em rất nhiều lần rồi. Chị nói em ngay từ lúc chị mới cất nhà lên, chị cất nhà cho em với lại Khôi, không cho thằng Phi. Nếu thằng Phi nhậu như vậy chị không đồng ý. Chỉ trường hợp nào Phi bố đại khái là Phi hiện giờ nó nhậu 100% phải không, thì nó bỏ ít nhất là 90% thì nó mới chị mới vui vẻ đồng ý cho nó vào nhà ở. Còn nếu mấy giờ rồi con thay đồ đi học cho con. Còn thương em thương Phi mà Phi cứ nhậu như vậy chị không có đồng ý cho nó vào nhà ở, chị nói ngay từ đầu rồi. Rồi chị Ngọc hỏi chị Ngọc có việc ở đây để giữ nhà không, chị thấy nói luôn. Rồi bây giờ á không phải một mình chị và chị Ngọc ở đây đâu, mà chị thấy cả cộng đồng mạng, đa số cả cộng đồng mạng nhờ chị Ngọc ở đây để giữ nhà, để nuôi thằng Khôi. Tại thằng Phi nó ngậu quá. Anh Phi bớt ngủ lại rồi, có mua điện mỗi ngày. Không có. Mà anh Phi nó cũng cho chị Ngọc ở đây mà anh Phi có nói gì đâu. Tại chị Ngọc mua ở đây cho anh Phi. Anh Phi nói gì mà? Đâu mà thằng Phi cho chị Ngọc ở đây, thằng Phi không có quyền. Không, tại anh Phi không mua ở đây, tại sao chị Ngọc la? Nó la cho anh Phi, nhưng mà anh Phi nói là cho chị Ngọc ở đây đi. Mà anh Phi ở nhà trọ. Nó tại anh Phi mua ở đây, sợ chị Ngọc la. Đó, em cũng chẳng có giận. Nhưng mà sao mà em nói là chị Ngọc dành nhà gì? Không, tại vì mấy người kia nói ra nhà này à, mấy cô cắt ra em mà sao chị Ngọc ở đây mà không cho Huy với em ở trong nhà. Em nói là tại mấy người cái mà bán cà phê á, mấy người bán uống cà phê á, chở rỡ rồi bán hòa bảy á. Nói một lần nữa, đất này là đất của chị Ngọc, nhà này là nhà tụi chị cất, cho nên nó không có cô nào nói ở trong này hết trơn á. Thì mấy anh cũng quay em cũng nói lên nói tại sao mà chị Ngọc ở đây, hai vợ chồng mà không cho ở đây mà chị Ngọc ở đây. Thế em nói tại nhà này vẫn là nhà đất của chị Ngọc. Em cũng có nói, em nói nhà và đất của chị Ngọc mà chị Ngọc có quyền ở. Thế em có nói chị Ngọc ham nhà ham gì đâu. Đến này nhà vợ nhà nhà của em muốn thương vì em điều quyền của em. Chị có nghe em nói, chị nói không biết bả tại sao ba ở đây nữa, tại sao không lên Bình Dương. Chị có nghe em với cả thằng Phi luôn, hai đứa chị nghe nói. Không, tại vì em nói cho chị Ngọc Bình Dương là em ở đây để người giữ người Khôi. Đó, cho chị Ngọc ở đây, chị Ngọc vẫn ở đây đấy, em có nói gì đâu. Mà chị Ngọc với Bình Dương á, mà em ở đây ở bên em. Ở đây ở thì giữ người Khôi. Nghe chị nói nè, chị thương em, chị không, trong tâm chị không có bỏ em đâu, nhưng mà với điều kiện thằng Phi mà muốn vào nhà đó ở hoặc là em muốn vào nhà đó ở mà thằng Phi nó nhậu nhẹt như vậy, mà em để cho thằng Phi nó về như vậy á, là tất cả những mạnh thường quân không ai đồng ý đâu. Cho nên nếu em về nhà đó ở thì Phi nó phải bỏ rượu. Em ráng khuyên sao khi bỏ rượu thì em cứ đương nhiên về nhà đó ở. Chị đã nói lần rồi, nhà đó đó là nhà của em. Còn thằng Phi nó không bỏ rượu mà em thương Phi, em muốn đi theo Phi thì chuyện đó là chuyện của em. Chừng nào bỏ rượu nào lên mạng nó cũng thấy cái mặt nó cũng xỉn hết trơn. Rồi em bao che cho nó, bao che cái nỗi gì.
nhìn cái mặt nó là tao biết nó nhậu sắp sắp đà để lên rồi. Đang quay nè, chung với anh Thẩm ra quay, mẹ nó quay. Không thể bên thường. Không thể. Mà qua nó không có. Dạ, đang quay nè. Thế em cũng phiên với anh Phi hết bữa rồi, anh Phi nói vô nhà ở đi, chứ anh Phi nói nhà tệ cho chị Ngọc ở đây đi, chị Ngọc anh Phi như cho chị Ngọc ở đây. Thế anh Phi nói vậy đó, thằng Phi không có quyền, thằng Phi không có quyền, cho nên đừng có dùng cái từ thằng Phi cho chị Ngọc ở đây. Thằng Phi không có quyền đó. Mấy chị em cũng không bên ai hết á, nhà của em cho quyền của em nè, ai nói của em nói quyền sao có nhà mà không theo nhà trọ này nọ, sao ở đi theo anh Phi, có nhà cho chị Ngọc ở này nọ đó, ai nói em cũng buồn chứ, để về nhà em muốn cho chị Ngọc ở đây ở thời gian gì, bây giờ chị ở đây luôn cũng được. Chị nói em hiểu không, bây giờ là chị nói là Mạnh Thường Quân là cắt nhà là cho em với con em, không phải là cho chồng em vô ở. Em đừng nói là ở thời gian gì, bây giờ 2 tháng nè, chị đã chở thằng Phi 2 tháng rồi, 2 tháng không bỏ ruộng chị sẽ ở đây luôn nè đó. Rồi còn em á, tại vì chị đâu có đuổi em đâu, tại vì tự nguyện em đi theo nó tối ngày, em đi làm em nuôi nó, em đừng nuôi nó. Thì em đi mà, em nói chị Ngọc đuổi em đâu nè, em thưa chị anh Phi, em đi nhà chợ ở với anh Phi, em có nói chị Ngọc nó đuổi em đâu. Mà sao có nghe em nói thời gian canh chị á, nghe lời ta á, muốn chị đi lên Bình Dương hoài vậy? Không, tại chị Ngọc đi mà em lại mà giữ một khôi. Thôi khỏi cần giữ đâu em, mà lại là Phi lấy theo là bỏ đây đấy, chứ em cũng qua lợi vậy, cũng giữ một khôi vậy. Thấy cái tình yêu em sâu đậm rồi, sâu sắc lắm rồi. Bây giờ đó nó đi làm hàng ngày, nó đi lượm vài chục ngàn để nuôi, nó uống hàng ngày đó. Bây giờ có bỏ được cái gì đâu. Đi một tuần lẹ đi 2 tuần rồi đó, mà chỉ có 2 ngày thôi. Bây giờ mười mấy ngày, 13 ngày là thấy uống 13 ngày dầm về rồi. Sáng sớm là làm mồi sớm rồi uống rồi. Vậy em thương sao, em thương vô hay thiệt chứ. Chị năn nỉ em biết nhiêu lần, chị đi ở đi, chị em ở đi không là đi khẳng thẳng. Chị nào đợi chị lên á mới chịu gì đi ở. Đừng nằm mơ ha, chị không có lên đâu. Đừng có nằm mơ. Đó, sẵn đó chị Thúy đi, với lại Thúy Trần đó. Để chị coi đi, cái chồng em nó hỏi coi làm sao. Để mà, coi làm sao. Em có nói chị Ngọc đó, Ngọc nhà của em, Ngọc ngỡ việc của chị Ngọc. Đúng rồi, mới lại em vô, giờ nào em muốn dẫn vô là nhà của em ha. Còn thằng Phi chị không cho vô, không có cho vô luôn, có thẳng luôn. Đừng có chăm chờ đợi chị lên mà, tối nay chị lên rồi á, nói về không có đâu. Chị đi rồi chị cũng nói hoàn bảnh hoàn chung cũng coi trực tiếp gì đó. Đừng cứ vô mà bước trong nhà này. Chị nói thẳng luôn. Đó, mà thằng Vương cũng nói thẳng rồi đó, đâu là phải chị Ngọc nói đâu. Lúc em khổ này nọ đó, em khổ chị ai cũng chị nè, Út Hồng nè, lo tiền cho em hàng tháng gửi cho em, con em cũng chu cấp, cả em luôn, cả anh Tân luôn. Ừ. Mà có ai thấy ai biết đâu. Bây giờ có nhà vậy á, nói chị á hả, có nhà mới rồi, tại vì không ham đi ở lại. Ở lại còn nó để chị nói im đi, còn nói người ta còn nói hả lạ hả, mà trời ơi nó có nhà đẹp rồi, nó gì đi nó ở nó ngu sao nó đi đặng ha mấy gì YouTube quay đặng nó có tiền rồi phải nó hưởng rồi, toàn bộ là sai toàn bộ luôn. Chị ở đây là chị lo cho con em với em thôi, rồi đó giờ từng khổ chị lo cho con em rồi đó tới giờ. Nếu mà nghĩ như vậy chị đâu có về đất, có gì không có đất thì chị làm sao mình cũng cắt nhà cho em hả. Đó sẵn nói gì Thúy Trần luôn hỏi chị sao đó. Em nói ra em nói chị ở đi hả, không về Bình Dương sao vợ chồng em không có là ở đi được. Từ khi nào là chồng em bỏ được, nhưng mà nó không bỏ được đủ làm sao mà chị đi bỏ em. Rồi đó cháu chị nói chị ở đây đi lo cho con em học sau này thành tài thành người thôi. Cái chị không muốn mà ở đi, người ta nói chị tham nhà tham cửa. Nhưng mà giờ dù chị có về nhà ở đất của chị là với em mình thì không ai nói quyền đó chị được hết á. Em hiểu không? Chứ em đừng nghe là người ta nó ở hả, tối ngày đuổi chị lên chợ nó đặt một cái gì đi ở là nhà vợ chồng em không có đâu. Bây giờ chị nói em biết luôn á, cái clip này chồng em coi á, em về thì em về nhưng mà chồng em về là chị không có cho vô, nó thẳng luôn. Chị nói thẳng luôn. Dạ, ba chị Thúy, ba cái đó kịp còn nói chuyện không vậy? Còn Quy nè, Quy ơi, chị biết em buồn, em nghe người này người kia nói cái chuyện người ta nói, cái đó là cái chuyện của người ta. Bản thân chị á, lúc nào chị cũng thương em trơn á, cho nên á,
bản thân em vô nhà này lúc nào cũng được. Thì chị nghĩ em đi một thời gian thôi, không có lâu đâu. Tại vì tiền mà em xài mà vô căn bản như vậy, thằng Phi nó xài vô căn bản vậy, chị biết chắc chắn là em xin đi sẽ không lâu. Chị không muốn chia rẽ vợ chồng em, nhưng mà thằng Phi muốn về nhà này ở thì phải bỏ trụ. Chị giúp cho tụi em xây căn nhà này thì chị không phải nặng về cái vật chất này đâu. Chị nói thiệt, chị muốn giúp cho thằng Phi bỏ được rượu. Mà thằng Phi bây giờ nó nhất định nó không bỏ rượu. Giờ em lớn rồi, em muốn theo nó quyền của em. Còn thằng Phi nó còn nhỏ, nó là giống như cái cây che măng mới lớn vậy đó. Bây giờ nó ở chung với thằng Phi, mà thằng Phi hỗn nhạc như vậy nó không thể nào trở thành một người tốt được. Cho nên người ngay từ đầu chị thương em, chị cất nhà cho em với lại thằng Khôi, nhưng mà thằng